trời lạnh mà đi học mà bận xà lón. Hôm nay tự nhiên trời trở lạnh là ông bà cô chú ơi, gió nè, gió quá trời gió luôn. Mấy bữa nay trời ấm, tự nhiên bữa nay trời lạnh nè. Tưởng đâu hiện hết, tưởng đâu là hết lạnh rồi. Này vậy bữa nay lạnh quá trời. Tại bữa nay có gió đó. Trời âm u nữa. Coi che mặt em kìa. Ủa đi đâu vậy? Không biết, ai đi mình cứ đi theo. Ai cho đi? Ai cho đi mà đi? Ai cho đi mà đi? Rồi, ai cho con đi? Tự nhiên vẫn nó lạnh nè. Trời, thấy người ta đi tự nhiên lấy nó lạnh vẫn. Ai cho đi? Tự nhiên thấy người ta đi cái vẫn nó lạnh. Ai cho con đi? Nè, nhìn nè, nhìn má nè, cười coi. Cười. 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 Cười cái cho ông bà cô chú coi kìa. Không cười. Quê sệ quá. Làm quê sệ. Ai bận con cáo đó vậy? Má hỏi ai bận áo nó cho con vậy. Áo nhỏ xíu rồi, chật cứng bận rồi. Bây giờ cái con cái à, cái này á hả? Cái này đâu? Em muốn con vậy. Ừ, má mua đó. Đó, tự nhiên hai đứa cởi hết trơn vậy rồi hai đứa không đi phải không? Con không phơi đi trời. Nổ, no, phải bận vô, để lạnh. Bây giờ đi không? Hả, ở nhà? Con chuột bận đồ gì kỳ cục vậy nè? Đó, đó, đó làm gì vậy? Miễn cơ. Miễn cơ. Miễn cơ. Muốn uống ngọt răng cơ. Nước ngọt hả? Uống nước ngọt ngoài sâu răng. Lạnh mà ăn mượn tà lỏng không à? Hình như gia đình này gia đình tà lỏng hay gì á. Ừ, cái dù đó là con leo lên đi. Con leo lên đi. Leo được không? Leo lên ra luôn đi. Dục cái mền lên trước đi. Lì qua bên kia đi, qua bên kia ngồi với mẹ. Hello, Hiền xin chào ông bà cô chú. Bữa nay thời tiết của bên Hiền thất thường quá bà cô chú ơi. Bữa nay tự nhiên thời tiết rớt xuống thấp. Hai ba ngày trước ấm lên, tưởng đâu là hết lạnh rồi, tưởng đâu là vô mùa ấm, mùa nóng rồi. Anh nhà bữa nay nhiệt độ rớt xuống thấp đột ngột luôn. Đã lạnh rồi còn có gió nữa. Cho nên Hiền đi làm về rồi thấy trời lạnh lạnh vậy cũng thèm ăn gì nóng nóng á. Rủ cả nhà đi mua cháo ăn, cháo lòng, không biết ăn ngon không. Mấy cái tiệm này lần đầu tiên gia đình Hiền cũng tới mua để ăn thử nè, không biết ăn được không, đi mua ăn thử nữa. Cái tiệm này trên cái nằm trên khu này cũng vui lắm, nhưng mà nếu mà mình đi được lên tới đó mình ngồi đó mình ăn thì vui, nhưng mà có con nít á không có vô ngồi ăn được, nó phá lắm, không có ngồi ăn yên với nó đâu. Cho nên Hiền mua to go đem về, với lại ngày mai tụi nhỏ còn đi học không bà cô chú, không có thức khuya được. Đây chuẩn bị tới khu đó, chỗ này có cái sân góp người ta làm đẹp quá nè. Đây lạnh cho nên vắng á, chứ bình thường nếu mà ấm nên đông lắm luôn á. Cái khu này mà trời ấm lên đó bà cô chú, mình đi lên trên đây vui lắm nè. Tại vì trên đây mình lên đây cái mình tưởng tượng như mình đang ở Việt Nam vậy đó, đang ở Sài Gòn á. Ẩm thực ăn uống chơi rồi trà sữa rồi mấy đồ ăn giặt ăn chơi rồi đó, nhà hàng quán lẩu rồi. Tới chưa? Sao tới hai, tới ở đây nè. Ở đây nè, chợ tiệm ngay trước mặt. Sát bên. Đây hả? Dạ.
cay hả? Đây ông bà cô chú ơi, tô cháo lòng mới vừa order đem về nè. Tại vì người ta bỏ hành, bỏ tiêu đồ vô luôn cho nên nhìn cái tiêu nó nóng, nó chín, nhìn nó không có xanh mướt gì hết. Giờ mình cho thêm miếng tiêu vô nữa cho nó ngon nha. Cái hành nó tái rồi. Đó, cháo lòng để coi trong đây có gì nha. Bỏ miếng ớt vô nè. Có dồi sả nè. Với mấy cái đồ lòng gan rồi đó. Huyết hả? Dồi trường. Coi như là đồ lòng á. Cháo nấu được. Ăn được. À, nãy tính ba cái này với cơm rồi luôn á là 4 mấy đồng. Rẻ. 10 đồng phần. Cho mấy giá vô. Hơn 10 đồng á. Ừ. Giá với chanh. Nhưng mà cái này cháu thấy hơi đặc. Không đó đâu mà kia. Chỗ kia cũng vậy, cũng đặc vậy hả? Làm nhìn nó còn ngon hơn. Nhìn còn hấp dẫn hả mà. Ừ. Còn có chỗ quê kìa. Đặc quá hả? Đặc quá. Ớt hả? Cay quá. Ớt. Ớt là người ta dữ vậy. Ớt người ta cho hả? Ừ. Ớt cay quá. Nhưng mà không đâu, có hũ ớt cay tàn thôi. Hũ ớt ta cho nè. Ớt mỡ. Mà cơm để mà nó không có thiêu. Tối sáng ăn mình ăn phí. Để ngày nó hầm hầm. Mấy cái lòng mình nó làm quá thôi ha. Ừ. Vô à ha. Ừ, vô phòng, con vô phòng em. Ăn mà hít hà vậy mới đã. Đen nó ăn cái gì? Đen ăn cơm chiên. Ăn chưa? Đúng rồi. Cơm chiên ăn được. Cũng được, em hơi lạc, em ăn hơi lạc. Cái gì ăn ngon mặn không? Nói chung đồ lòng đầy đủ nha. Gan, huyết, dồi huyết, dồi sả, dồi trường. Hiện tướng đó là hết lạnh luôn rồi. Hấp không nổi chứ. Bỏ uống á. À nhà bữa nay lạnh. Nhưng vẫn có gió nữa cho nên lạnh nhiều hơn. Anh ăn mấy cái này nha. Cái này nó hơi gân gân mỡ mỡ. Thì không có ăn mỡ. Gan. Tôi miếng gà béo quá. Bà quá. Ớt cà tiêu nữa. Mà chỗ này bán được hả? Mấy cái lòng nè. Coi vậy chứ khó làm lắm, làm cũng kỹ thôi. Ê, chỗ làm ăn cũng được. Mà có gì nữa không? Ông Vũ ăn vừa mà tao ăn hơi lạ thiếu. Bán lý hôm nay thì không nghĩ thì ăn cháo lòng đâu. Mà tại vì ngồi rảnh á, cái lên Facebook thấy người ta ăn á, tự nhiên mình thấy đang cái mình thèm. Rồi cái gặp trời lạnh lạnh nữa nên thèm ăn gì mà nóng nóng rồi đó. Thèm bất tử rồi bất ngang vậy làm sao nói nhà nấu được. Chứ mẹ thì nấu cháo lòng ăn cũng được lắm. Mình muốn nấu á là phải chuẩn bị chợ búa mua đầy đủ đồ về nhà mới nấu được. Còn Hiền đi làm có mình mẹ Hiền nhà đâu có đi chợ được đâu. Nên đâu có kêu mẹ nấu. Qua nào, qua đã.
ấm hết bao tử. Rồi thôi, Hiền cảm ơn ông bà cô chú đã coi cái video của Hiền nha. Cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Hiền hẹn ông bà cô chú vào những video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú.